Xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh review bất động sản của em Trí nè. Hiện tại là em Trí đang có mặt tại đường Thống Nhất. Thống Nhất nha. Lộ giới bây giờ đang mở rộng lắm. Ngay đầu đường là vào là có cái Vicon Plaza. Sẽ là cập nhật cái tiến độ của dự án New Galaxy và cái thực tế khu đường Thống Nhất. Họ đang giải phóng mặt bằng và đang triển khai làm như thế nào nha. Rồi, cùng tiếp chân em Trí. Đây. Được. Khá là dọc. Cái này là cái dự án Vicon City của công ty Vicon. Chỗ này là có cái hộ nhà phố rất nhiều lắm nha. Thì dọc này cũng khách chắc chúng ta cũng đang đi hộ mua này. Đây là Vicon City. Đang vào. Khá là ok rồi. Tiến độ đường Thống Nhất này nha, 32m, mở rộng rất là lớn luôn, siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ nhà cửa phía bên đây là đã bây giờ hết trơn rồi, bây giờ là đổ đá dâm và làm lên giữa rồi. Trong tương lai thì chắc tầm giữa năm thì đường này đã tầm cỡ vài tháng nữa, chính thức cuối năm thì sẽ bàn giao xong thôi. Và đây là New Galaxy. Quá trời. Dạ là mới thêm lên được thêm cả 2 tầng nữa nè. Đây là bạc mới này, quá trời nè. Tiến độ New Galaxy. Đi cũng chạy cả nhà. Đợi đang trước đó thì dự án chậm xây dựng rồi. Nay là lễ 14 hay là ngày 2 năm rồi còn lễ nữa là cái công trường cũng không có công nhân. Cái đi vào xem đi các bạn. Là lên mới được thêm 2-3 tầng nữa nè, mới căn bản này, mới cấu hết luôn. Đây, New Galaxy. Đây là tiến độ 2 năm. Đẹp. Cái đường phía sau này nha, đường phía sau là chiều sâu nó sẽ thông thẳng ra. Đấy luôn. Đấy là đường vào 1K này. Rồi, hello cả nhà, lại là Minh Trí đây. Hiện tại Minh Trí đang có mặt tại dự án New Galaxy Bình Dương. Đẹp luôn. Thì hiện tại tiến độ dự án em thấy là xây thêm được 2-3 tầng rồi cả nhà. Tất cả các block thêm tầm cỡ được lên xây dựng cỡ 10 tầng rồi. Thì tiến độ là dự án này thời điểm trước nó hơi chậm, nhưng mà đoạn thời điểm này thì chủ tư cũng đã hoàn thiện xong giấy tờ pháp lý để ký hợp đồng mua bán, thì bắt đầu có cái dòng tiền thu từ khách hàng nên là sẽ bắt đầu xây dựng lại rất là mạnh. Đây, lên 2-3 tầng nữa nè. Dự kiến dự án New Galaxy sẽ bàn giao đến tay khách hàng vào quý 1 năm 2025. Hiện tại là quý 2 năm 2023 rồi, tầm cỡ 18 tháng nữa thì dự án sẽ bàn giao đến tay khách hàng. Thì cái đoạn trước này dự án New Galaxy thì xây dựng tiến độ nó hơi chậm hơn so với dự kiến xí. Thì do cũng tình hình Covid và những cái dấu hiệu của suy thoái kinh tế nên là về tài chính thì tập đoàn Thịnh cũng hơi yếu trong đoạn này một tí. Nhưng mà thời điểm này thì dự án New Galaxy cũng đã bắt đầu khởi công xây dựng trở lại và dự kiến tiến độ chỉ chậm hơn so với dự kiến ban đầu là tầm cỡ quý 3 năm 2024. Thì bây giờ tụi em đẩy lên một xí là tầm cỡ quý 1 năm 2025. Cái lịch nhận bàn giao nhà của dự án New Galaxy thì nó cũng phù hợp với cái tiến độ hạ tầng. Khi mà hạ tầng cái đường Thống Nhất được mở rộng lộ giới 32m, nó kết nối từ quốc lộ 1K đi thẳng ra tới xa lộ Hà Nội và kết nối vào bến xe miền Đông mới, thì sẽ giúp cái vị trí dự án New Galaxy thêm phần đắc địa. Em thấy là từ dự án New Galaxy mình đi cái thành phố lân cận nó cũng rất là tiện luôn. Như từ đây mình đi qua thành phố trung tâm cái lõi của Dĩ An thì chỉ tầm cỡ 1km thôi, hoặc là di chuyển tới lõi của thành phố Thuận An thì tầm cỡ 7 cây, hoặc là đi chỉ di chuyển tới lõi của thành phố Biên Hòa Đồng Nai thì cũng đi tầm cỡ 7-8 cây thôi. Và nếu mà về thành phố Thủ Đức thì từ dự án New Galaxy về trung tâm thành phố Thủ Đức thì nó rơi vào tầm cỡ
10 15 phút à, tầm cỡ 5 cây là lên tới cái khu vực mà Võ Thiên Ngân rồi Ngã tư Thủ Đức rồi đó, tầm cỡ 5 cây là tới rồi. À mình từ đây mà về tới khu vực lõi quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh đó thì đi theo đường xa lộ Hà Nội thì nó tầm cỡ 18 đến 20 cây số và đường rất là rộng thoáng luôn. Thì từ đây dự án đi qua xe mình ra tới xa lộ Hà Nội là mình đi một mạch theo xa lộ Hà Nội đi thẳng lên tới luôn, là tình trạng kẹt xe là gần như là không có. Và nếu mà trong tương lai á, những anh chị mà ở dự án New AC này hay là mình có đi làm trong quận nhất á, thì mình có thể là đi kết nối qua cái tuyến metro số 1. Bởi vì dự kiến là tháng 9 năm 2023 thì cái tuyến metro số 1 là nó sẽ được đưa vào hoạt động rồi. Thì vừa rồi là đã có cho chạy thử và có cho người dân đã trải nghiệm tuyến metro số 1 rồi. Thì em thấy là nó từ đây dự án New AC mà muốn đi về trung tâm quận nhất á, thì bây giờ nó không còn gọi là xa nữa. Mà đặc biệt á, thì những anh chị mà muốn mà gần bến xe miền Đông á, thì dự án này rất là tuyệt vời luôn. Nó nằm ở cửa những ngõ phía đông của mình, của thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau này mình đi các tỉnh miền Trung hay là Tây Nguyên đó, mình bay đi bằng xe đò, xe khách á, thì di chuyển vào rất là dễ luôn. Rồi từ đây, từ nhà của mình, anh chị có muốn đi về thành phố Biên Hòa này, mình đi Bình Dương hoặc là mình đi Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì từ đây mình đi nó cũng kết nối, nó cũng lẹ hơn. Và trong tương lai, ví dụ anh chị mà có làm một cái quận nhất á, thì mình có thể là ở dự án New AC và mình đi theo cái tuyến metro số 1 á, ga số 14. Thì từ dự án New AC này mình đi chạy xe máy ra tới ga số 14, chắc em nghĩ chắc tầm 3 phút gần lắm, tầm chưa tới 2 cây số. Thì sát bên mà ngay chỗ dự án là đi theo đường Thống Nhất, ngoài giờ Thống Nhất mở rộng ra tới 32 m, thì chừng sau nó sẽ có xe buýt liên kết luôn. Nếu mà anh chị không thích đi xe máy thì có xe buýt liên kết. Đây là toàn là khúc là tới cuối đường. Ừ, rồi nè, thì mình sẽ lễ mà cái đường Thống Nhất công nhân người ta vẫn làm nha, rất là đông xe luôn, giờ cát đường hết trơn rồi, còn đây thậm chí vài tháng nữa là đổ nhựa xong là phi veo 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 luôn, quá chị đẹp. Còn lại là cái đường cũ nó mở rộng này là cát thêm nhựa này, à này mình thấy một mở rộng ra gấp đôi này đó, quá chị đẹp. Cái trục đường Thống Nhất này tầm cỡ 3 km thôi, nói từ quốc lộ 1K ra tới xa lộ Hà Nội. Nhưng mà ở trên này thì rất là nhiều cái dự án căn hộ luôn. Thì ngay được đầu đường thì đang có cái Beacon Plaza đó, dự án này thì đã bàn giao rồi. Thì tiếp theo đến đó là cái Beacon City. Thì Beacon thì khu vực này thì tầm cỡ 5-6 nghìn căn hộ. Rồi tiếp theo tới nữa là New Galaxy. New Galaxy tầm cỡ 1.500 căn nữa. Thì total tổng khu này thì tầm căn hộ cũng gần 10.000 căn rồi. Còn cũng có một vài dự án là nhà phố. Nhà phố thì phía dưới cái khu Beacon City đó, nó cũng có một ít nhà phố, tầm gần 100 mấy chục căn nhà phố đó. Và phía ngoài này thì nãy mình đi ngang qua là có một khu nhà phố Bình Nguyên, dự án căn hộ LDG Sky, nhưng mà nó cũng nhỏ và hiện tại bây giờ cũng đào móng thôi, đợi đó thôi, cũng chưa xây dựng gì hết. Mà tương lai cái trục đường Thống Nhất này nè là không ngẫu nhiên mà thành phố Dĩ An mà nó mở rộng ra lộ giới là 32 m và gấp đôi cái đường này luôn. Thì một phần á là cũng muốn phát triển kinh tế địa phương và một phần nữa là tạo một cái tuyến đường huyết mạch để kết nối quốc lộ 1K ra xa lộ Hà Nội để giảm cái ách tắc về lưu thông và lưu lượng. Thì từ đó thì hình thành nên một cái khu gọi là đại đô thị, một đại quần thể. Ở chỗ này thì rất là vui luôn. Thì sau cái chục nghìn căn hộ thì dân bèo bèo phải vài chục nghìn người thì tự khắc tiện ích nó sẽ về. Và New Galaxy tự nhiên nó sẽ đẹp và tự nhiên giá nó cũng sẽ tăng thôi. Dự án New Galaxy hiện tại cũng có một số căn hàng chủ đầu tư, căn 1 phòng ngủ từ 1.4 tỷ, căn 2 phòng ngủ từ 1.8 tỷ, căn 2 phòng ngủ là từ 2.4 tỷ, căn shop là từ 4.1 tỷ. Thì sẽ có những một vài cái sản phẩm. Còn hàng chủ đầu tư ký hợp đồng đợt đầu là 30%, góp mỗi kỳ 1.5 tháng là 3%. Với số vốn ban đầu chỉ khoảng cỡ 500 triệu thì mình sẽ có sở hữu được một căn tài sản New Galaxy rồi. Pháp lý rõ ràng nên là hiện tại cũng có ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ. Dự kiến sẽ khoảng 1.5 năm nữa bàn giao nhà, nó rơi vào thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025. Mọi người để lại comment ý kiến của mình về phần chia sẻ của em Trí nha, xem họ thì em Trí có nói đúng không. Em Trí phân tích sơ sơ để mà cả nhà có thấy đúng hay không. Và nếu mà có đang quan tâm đến dự án New Galaxy của chủ tư tập đoàn Thịnh tại mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì liên hệ em Trí qua số điện thoại là 0979798664. Em Minh Trí sẽ hỗ trợ mình xem trực tiếp vị trí dự án cũng như là tìm căn báo giá và có cái chính sách chiết khấu bán hàng là tốt nhất. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của em Trí tại dự án New Galaxy. Mọi người có yêu thương Minh Trí hãy cho em Trí một like, một share và một subscribe kênh YouTube của em nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.